Thời tiết ở nông trang là đang mưa. Giữa tháng 5 mùa hè mà trời lạnh và mưa dầm gió bấc như là mùa đông. Xin giới thiệu là cây roi đỏ giống ở vùng đồng miền Tây. Ở trong miền Nam, roi ở Vĩnh Long, Đồng Tháp thì đấy. Cái giống roi đỏ rất là đẹp. Quả sai đỏ hết cả cây này. Thời tiết mưa, ngắm từ cửa sổ nhà ngắm ra cây roi sai nhúc nhỉu quả chín đỏ rất là đẹp. Mưa đang nặng nề. Cây roi này quả tương đối nhiều, năm nay là lứa quả đầu tiên. Cây rất khỏe, rất tốt. Đây, chùm roi để sai chữ quả. Đẹp chưa? Quả roi đẹp chưa? Trời mưa ngắm roi đẹp tuyệt vời.